xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Để tiếp nối hành trình ngày hôm nay ở khu vực quận 1 này, trung tâm Sài Gòn này, thì hôm nay em sẽ dẫn bà con chúng ta cùng đi đến một cái ngôi chợ, đó là chợ Bến Thành. Và theo hướng này chúng ta sẽ đi đường Quyền Chân Công Chúa đi đến Hồng Thập Tự, Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay. Nơi đây có bán rất là nhiều đồ thể dục thể thao cặp theo con đường Quyền Chân Công Chúa này. Và chúng ta nhìn bên đây, đó là con đường Nguyễn Du, con đường rất là lãng mạn, con đường có lá me bay. Đi thẳng hướng này mình sẽ đi bộ, đi thẳng hướng này chúng ta sẽ đi ra cái đường Công Lý, rồi đại lộ Lê Duẩn, Dinh Norodom, Dinh Norodom bên đây, Dinh Độc Lập á ha, ngày nay là Dinh Độc Lập. Và theo thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về đường Lê Văn Duyệt. Nơi đó có cái rạp hát, rạp câu lạc bộ 126. Và đi thẳng hướng bên đây chúng ta sẽ đi về chợ Bến Thành. Và nơi đây buổi chiều có cái quán cơm tấm rất là ngon, nhưng mà bây giờ chắc họ đã nghỉ. 77 Nguyễn Du bán lề đường thôi, nhưng mà có thể hôm nay đã nghỉ. Mình thi theo cái cặp con đường Thủ Khoa Huân này và đi đến chợ Bến Thành. Hôm nay chúng ta sẽ thấy một cái hình ảnh rất là thú vị ở chợ Bến Thành, đó là cái cảnh mà người ta dọn chợ đó, bắt đầu dọn chợ. Trước giờ mình thấy chợ đã bắt đầu đã bán ha, không biết họ dọn từ lúc nào. Thì hôm nay cố tình em canh cái cảnh mà họ dọn chợ để quay cho bà con mình xem cái cảnh rất là thú vị ở Sài Gòn. Không biết ngày xưa thì có như vậy không, nhưng mà bây giờ với những cái thanh niên trai tráng, rồi kéo cái những cái cây dù, những cái tủ đồ rất là khỏe. Ở khúc đoạn này thì có rất là nhiều cái khách sạn. Đó, bữa chúng ta có đi đi ngang đó, đây khách sạn 3 sao Anh Và Em Hotel, Blue Diamond Hotel. Và bên tay phải chúng ta đó là những cái hình ảnh mà những quán spa, dịch vụ massage rất là mát mẻ. Con đường này có hai phần, một phần bên kia cắt ngang bởi đường Gia Long là Lý Tự Trọng ngày nay, thì đúng phù hợp với con đường ăn chơi. Bên kia thì có một cái street food để ăn, rồi ăn xong chúng ta qua đây chúng ta chơi, một đoạn ăn một đoạn chơi rất là thú vị ha. Đây là đường giao lộ của Gia Long và Gia Long và Thủ Khoa Huân. Gia Long ngày nay đường một chiều ha, nhưng với con đường mà ngày xưa ai cũng ước ao có được một căn nhà ở đây, và ngày nay cũng như thế ha, con đường rất là đắt giá. Với những cái hàng quán ở đây thì rất là chất lượng và rất là xưa. Quán Hoa Đông, cơm sườn, cơm tấm đó, cho thấy những cái cảnh mà bắt đầu họ kéo những cái xe đẩy nè, những cái dù họ đã gửi trong cái những cái khu vực hẻm này nè, bây giờ họ kéo ra và bắt đầu lên hình một ngôi chợ, đó là chợ đêm Bến Thành đó. Với những cái cảnh những thanh niên to khỏe, những lực sĩ cường tráng kéo hàng ra hàng ngày, chúng ta thấy rất là thú vị, một cái nét đặc trưng của chợ Bến Thành.
và họ sẽ bắt đầu đi từ con đường Cũ Hào Huân, đi qua cái đường Gia Long và vòng qua đường Nguyễn Trung Trực rồi mới đi, vòng qua lên Thánh Tôn ha. Chúng ta sẽ đi theo ha. Cái cảnh rất là thú vị nè. Họ sẽ theo cái lối này, và đương nhiên những cái lối như thế này cũng là theo quy định của nhà nước, chứ không được chạy lung tung tự vì dễ kẹt xe. Với lại những cái giờ này là giờ cao điểm rồi. Thấy kéo hàng nè đó, bắt đầu đúng giờ. Đúng giờ là họ sẽ dựng lều lên đó, đi theo con đường Gia Long này ha. Tất nhiên là dựng chợ lên là có thời gian, chứ không phải là người trước người sau. Khi mà có hiệu lệnh của đơn vị cai tiếp quản thì những cái sạp này sẽ được dựng lên đúng lúc hiệu lệnh, giống như là mình đua xe vậy đó. Những tiếng la hò la hét, nhưng mà dọn chợ nè, có những tráng sĩ kéo những cái xe đẩy, những cái xe hàng ngày và đều như thế, kể cả nắng kể cả mưa giông bão, họ đều làm những chuyện như thế này mỗi ngày ha. Chúng ta đi qua đường Nguyễn Trung Trực, con đường phía sau của tòa án đó. Ngày xưa thì tòa án có một cái tên rất là hay, nhưng mà em không nhớ nữa. Mong của chú anh chị bạn comment nha. Đó, chúng ta sẽ quẹo qua đường Nguyễn Trung Trực này, ra đường Lê Thánh Tôn. Và ở đường Lê Thánh Tôn này cũng có cái có nhận cái comment là đi đến khách sạn để tiện việc các anh chị cô chú theo dõi những cái hình ảnh, những cái khung cảnh ở phía trước khách sạn, để khi mà mình có đặt phòng, đặt vé, đặt nơi nghỉ thì cũng có cái để tham khảo. Thì những cái video đó em sẽ thực hiện sau ha. Còn bây giờ ta tiếp tục đi bộ, do họ chạy xe thì em đi bộ nên thành ra cái tiến độ nó chậm. Đi để các anh chị các bạn thấy những cái sơ đồ mà những cái xe này đi. Thì chợ Bến Thành về đêm thì có 4 cổng. Nhưng mà 4 cổng 4 mặt. Nhưng mà về đêm thì chỉ có bán 3 mặt thôi. Cổng Nam thì không có bán ha. Thì bán cổng Đông Tây Bắc thôi. Rồi chúng ta qua đường nha. Ở đây không có đèn đỏ nên mình chờ đường vắng thì mình qua thôi. Không biết có kịp hay không. Cảnh dọn chợ. Sài Gòn bây giờ là 6:30. Thì thường chợ sẽ bắt đầu bây giờ lúc 7:00, nhưng mà họ sẽ bắt đầu dọn chợ lúc 6:45, bắt đầu lên hình trong vòng 15 phút thì sẽ có chỗ ngồi dựng quán lên để phục vụ cho du khách và phục vụ cho chúng ta. Và nơi đây có rạp hát, có phòng trà không tên. Thì hình như chúng ta đi qua rồi.
hôm bữa em có đi quay những cái phòng trà đó rồi ha. Hôm nay chúng ta tranh thủ mình nhìn cái hình ảnh rất là thú vị này. À, em phải cái video này phải canh mấy ngày luôn á. Mình kiếm cái góc để mình đứng ha, để khi mà họ lên hình thì chúng ta sẽ thấy được rõ hơn. Nó bắt đầu những cái rạp, những cái dù này đang chờ nè. Và khi mà lòng chợ bắt đầu đóng cửa thì những cái chợ đêm này sẽ mở lên. Đó, chúng ta thấy cái lòng chợ đóng cửa này nè. Và bên đây là những người nhà của họ chuẩn bị dọn bán nè. Mình sẽ nhìn thấy những hình ảnh bích trịch sau khi họ dọn. Bây giờ mình thấy còn trống trải ha, chút xíu nữa khi mà đội quản lý đô thị đây họ ra hiệu lệnh là sẽ bắt đầu. Ở đây là cổng cửa đông, mình sẽ đi qua cái cổng cửa nam nha. Ở đây thì có một cái cụm nữa đang chờ. Đương nhiên họ làm như vậy vì cái tình trạng tránh kẹt xe đó, thì họ phải làm trong thời gian ngắn nhất để không có bị kẹt xe. Rồi, và thấy những cái dù ô ô nè, họ sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Bây giờ trong khi chờ đợi chúng ta đi qua cái cổng cổng nam xem sao nha. Những cái những tráng sĩ những tráng sĩ dọn chợ. Họ làm rất là hay, và cái thói quen nếu mà không quen thì không làm được đâu ha. Mặc dù rất là khỏe nhưng mà vẫn không làm được. Ở đây là những cái nhân viên bán hàng đó. Khi mà các anh nó dọn xong thì những nhân viên bán hàng này sẽ bắt đầu vô và làm việc. Chúng ta đang ở đây là cổng cửa nam, cửa nam chợ Bến Thành. Qua đây là công trình tuyến metro, công trường Quách Thị Trang của chúng ta ngày xưa đó. Hôm nay chúng ta sẽ xem cảnh chợ Bến Thành về đêm lên chợ như thế nào ha. Rất là tấp nập ở đây. Và trong đây thì mọi người bán trong chợ chuẩn bị đi về, và ở ngoài thì bắt đầu dọn ra. Không có bỏ lỡ một phút nào ở khu vực trung tâm Sài Gòn này hết ha. Rất là đông, giống như là họ đợi chờ. Một cái cảnh dọn chợ rất là thú vị. Có cái anh du khách ở đây, anh cũng canh luôn nè.
chúng ta nhìn qua là cái trống trải, rất là trống trải. Bên kia thì những cái sạp họ chuẩn bị sẵn, tư thế sẵn sàng, giống như mình chơi game vậy đó. Ta sẽ đi một vòng nữa nha, một vòng để mình xem rõ hơn, rồi khi mà đến giờ có hiệu lệnh chúng ta lại tiếp tục. Mình nhìn thấy những hình ảnh rất là trống trải, và chút xíu nữa chúng ta đang ở đây là cửa tây chợ Bến Thành. Và những xe đợi sẵn bên kia, với những cái giống như các đội đang chuẩn bị. Và bên đây thì các chị đang chuẩn bị bếp núc để những người bán ăn. Bên kia một nhóm nữa đang chờ, và khi mà nghe bắt đầu cái là họ sẽ kéo ra ao ăn. Để em xem các bạn bao nhiêu phút nữa nha, khoảng chừng vài phút nữa thôi. Mình sẽ qua bên đây mình xem cho nó rõ hơn ha. Chỗ này người ta sẽ dựng chợ và mình không có đứng được ở đây. Bắt đầu lên. Có nhiều công đoạn ha, họ sẽ vô tư thế rồi mới bắt đầu lên chợ được.
quay cảnh dọn chợ nè, vui vui thú vị. À, giống như là chiếu phim nhanh vậy, trong vòng mấy phút thôi. À, rất là thú vị. À, video này là canh mấy ngày rồi đó. Canh mấy ngày rồi mới đúng giờ được. Cái này là họ gửi ở gần gần đây nè, bắt đầu đến giờ. Hình như 6:45 là bắt đầu đúng không? À, canh từ các hướng. À, những người này rất là khỏe luôn. Làm quen rồi chứ không quen là không làm được. Không làm nổi đâu. Dạ đúng rồi. Cho dù có sức mạnh mà kéo cái xe kéo gì nổi. À, vừa nguy hiểm mà lại vừa khéo tay vừa nhanh nhẹn. Lên. Đó, giờ hôm qua mưa đó nên nước. À, bạn ta nhìn bên đây. Mấy phút hay là cũng thấy lên hình rồi ha. Đó, đầu kéo. Mà làm rất là lẹ. Mà có live cam mình đứng ở trên cao đó, mình nhìn xuống thì nó sẽ rõ hơn, tại vì mình không có thể đứng nào ở giữa đường được, người ta sẽ kéo hàng rất là hỗn loạn nên mình không thể đứng một chỗ được ha. À, đứng ở đây thì mình view không có rõ cho lắm. À, đang đứng đây là hướng phía trước chúng ta đó là đường Lê Thánh Tôn. Coi họ kéo xong rồi chúng ta sẽ đi bộ một vòng ha. À, nhớ cảnh dọn chợ năm nào nếu chúng ta có bán ở đây thì thấy sự vất vả của những tiểu thương ở đây. À, mình cũng cảm thông được cho họ khi đến đây và mình có thể ủng hộ ha. À, với cái giá thành ở đây thì so với những nơi khác thì cao, tại vì ở đây chi phí rất là cao, các anh chị thấy họ phải nhờ thuê người rất là nhiều để dựng nên một khu chợ như thế này, những cái sạp như thế này. À, và chúng ta cũng nên thông cảm cho họ. À, nhờ những cái điểm như thế này chúng ta mới có cái khu về đêm thú vị ở chợ Bến Thành, ở trung tâm Sài Gòn. À, ta sẽ đi bộ qua bên đường Lê Thánh Tôn nha.
tiếng reo hò rất là vui. Những tiếng sắt lẻn kẽn lẻn kẽn. À, có lẽ video này là video dài, dài thiệt dài luôn, các chị các bạn thông cảm nha. Chúng ta sẽ chạy lẹ qua khúc này. Một số hình ảnh ở chợ Bến Thành, cảnh dọn chợ, cảnh ráp những cái sạp lên, gửi cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem để có một cái gì đó thú vị ở Sài Gòn về đêm ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại, cảm ơn anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta thấy lên hình rồi nè. Parece.